Nhưng em hứa bác nếu giận hai phát lổ, em biếu bác 1 triệu đi lại. Đấy. Còn nếu giận phát lổ thì em mới đấy thì bình thường. Ok. Thì bác là khách cuối cùng cho nên mình chuẩn bị này anh em nhá. Để xem nhìn khóa xăng hãng. Ui khóa xăng mày chưa? Mày khóa xăng này anh em này, không thì vỡ mồm này. Mà sang xuống. Chào là xuống tí mà thua đấy. Giận này. Đó, không mất tiền rồi. Đấy, bác nghe vô này không? Bác nghe nó lổ từng tiếng này. Từng tiếng. Đấy, xe win nó phải thế, để 3-4 ngày rồi lổ từng tiếng. À kiến đấy. Được nhỉ. Bác làm vòng đi. Đấy, làm vòng cho nó đấy, bác đi vòng. Bác đi một vòng ra kiện được. Bác đi hướng nào hoặc lên đấy được. Hướng nào cũng được. Đấy, xong rồi về cho em cái cảm nhận. Bác đã đến nhà em rồi đấy anh em nhá. Biển 19 đây. 14517. Bác đến nhà em nhận chiếc xe rồi anh em nhá. Đây, để em lấy cái mic của em á. Đây quay bác này. Bác. Để em lấy cái dây mic của em á. Em lấy cái dây mic không biết để đâu à. Đây là dây mic đi rồi, để em cắm mic đây. Bắt tay bác cái nào. Đầu tiên phải cảm ơn bác là đã chờ đợi từ sáng giờ. Thì đấy nhà cái công việc thì mẹ bác thì cũng mất bác ạ. Đây em lên cả video đấy là mẹ bác ấy mất thì phải chấp nhận thôi. Đây anh em ơi, bác ấy đến nhận xe anh em xem cái két nhá. Đây em lấy cái mic xem thử mic ok không này. Quá đẹp luôn. Đây. Cắm cái mic đây cho bác nói cho nó rõ. Đấy, chốc, đây là video cuối cùng nên anh em mình đã phải là ok nhất có thể. Bác yên tâm là mọi thứ là ok nhất rồi. Anh em nhá, đây là video cuối cùng của ngày Tết 29 Tết của em xong về em ăn Tết. Hẹn là tất cả anh em sang 2024 anh em mình vào việc mới nhá. Đây anh này. Bác là hôm qua về lúc mấy giờ bác? Lúc 4 rưỡi. À bác về lúc 4 rưỡi à? 4 rưỡi. Xong là ở chỗ mẹ. Xong là Định. Thế em nó bảo bác là trưa nay gặp nhau rồi. Đúng là em hẹn. Sáng lên đây. Không, ý là đúng ra là em hẹn bác là trưa nay vẫn là chuẩn. Bác cầm điện thoại quay cho anh. Cầm điện thoại quay những cái góc đẹp nhất. Cứ để nguyên như này thôi. Sao lại sơn màu gì à? Vâng. Nó chán mơ đời luôn. Đèn hôm qua đi lại bị dính pha nữa. Toàn người ta đưa đẩy chứ. Đang đứng yên một chỗ, bà lao thì chóng qua lao ra. Số nó đèn thêm được. Đây xe bác để mấy ngày không lổ đấy. Để chốc nó lổ thử xem nào. Xong chưa? Ngon. Không có chân xích không? Không không thay bác không thay chân xích bảo rồi. Với lại nói như thế rồi mà. Mày thử đặt cái chân xích cho bác nhìn thử sao. Đấy. Cho bác nhìn chân xích xin Mino. Đấy bác nhìn thì biết đâu bon tay để ném luôn. Không ấy. Thế thôi cứ cho luôn kia thôi. Đấy cần số là thay hết rồi. Đúng rồi. Có nghĩa này bác nên nhớ này, những cái gì em cam kết với bác là phải chuẩn. Còn làm hay không được quyền của bác. Ví dụ về người ta chê thì bác phải biết cách nói đúng không? Thì đi. Đấy này em bảo thế. Em nhà em nó là chân thật, cứ quay chân thật. Chẳng mấy mấy cái chuyện con đỏ. Ồ. Đây là cái cam này đang có vấn đề, không biết sao lại không xoay được. Cam không nhít đúng không? Không phải nó đang có vấn đề cái cam ấy. Sáng lên đây tưởng thợ làm là ngồi nó phép tí vào cả trong kia. Thợ nghỉ hết rồi. Vào trong kia đóng cửa. Thì hết mà họ nghỉ một thợ thì 25 bọn em đi giao từ 27 28 29 đấy. Đấy. Kiểm tra tăng côn đang nhiếc cho bác ấy. Con này về bác đi Tết thì quá ngon rồi. Không, vẫn đi con kia. Để. À chỉ để chơi thôi. Ít đi. À, thường những xe về chủ bác càng để mới thì càng tốt. Đâu trên nhà con 82 đang để góc nhà. À đấy ạ. Bác xem cái tay côn bác đã được chưa? Quan trọng là tay bác. Đấy. Nhà tí nữa mẹ cứng. Không có cái đậy à? Có cái đậy không? Có đậy chứ. Phải kiếm cái đậy. Kiếm cái đậy cho bác đi. Đây phải có đậy. Kiếm cho bác cái đậy đi. Kiếm hai cái đậy rồi chứ. Đi cho bác đôi nắp đậy đấy. Bác ấy là khách cuối cùng nên phải ưu tiên bác ấy. Mọi thứ. Lấy cái nắp đậy chụp vào cho bác đi. Nếu bóc phanh vẫn là chụp được. Hai cái nắp đậy. Lấy nắp đậy đi. Xem nắp đậy đâu lấy luôn cho bác. Đó. Gương nó để nguyên này được rồi. Sinh em mềm nhũn. Sinh em mềm nhũn xịn đấy. Khẳng định luôn. Bác về nhà lấy hoa không phải xịn em chịu trách nhiệm. Thế là được rồi thì đúng không? Đấy. Bác bảo sinh em nó phải VIP. Kính chứ hay nhựa? Cái này á, nhựa. Kính không? À kính. Kính nhầm, kính. Quên. Bác yên tâm là những cái gì rồi, em đọc luôn trên video cho bác này. Rồi. Để bác đỡ phải đau đầu này. Bình xăng zin. Đầu đấy thì tôi xem cái này ông dựng lên lâu phết đấy. À rồi, bình xăng zin. Không phải, ý em nói là làm cái gì mình phải cam kết cho khách. Thu trước zin. Đúng không? Thu trước cho em. Yên zin. Yên zin. Ừ, xin nhan zin. Xin nhan zin. Đồng hồ 11 như zin. Năm mặt zin. Đấy.
dây an em thấy cũng một một hết. Củ máy làm chế độ ngon cho bác. Đấy, như một chiếc xe mới ngoài cửa hàng. Tức là cái mặt này này, em phải cho mặt xịn nè. Trồng loại hơi xấu một tí nhưng mặt xịn. Trồng loại chữ nó này đẹp. Cái chữ nó mờ theo thời gian ấy, nó cũ nó mờ nhưng mà nó là xịn. Đấy, cho bác cái đấy vào. Khôn hẳn ra luôn. Cái chữ nó để mở phải có mỗi cái đấy chữ mở không thì... không không à. Đây nhá, nếu bác thích em cho chữ này đây, bác có thích cái này không, em làm nhanh luôn. Bác có thích cái này không, mặt này không, đây hoặc đây đây mặt này không đấy. Cái chữ nó lên không sợ, cái chữ này nó có okay. Nhìn thấy gì đâu, tiến tháo ra thay cho bác à. Có nhìn thấy chữ đâu không, bác không hiểu ý em rồi. Đấy đấy chữ đấy, nó là mặt zin à, có chữ này. Đấy đúng rồi, rồi. Bật đèn với con, bác hiểu ý của em không? Tức là nên em bảo này, cái mặt nó là mặt lô. Mặt bác thích cái bác nhìn này, em bẻ cho bác xem này, có nghe không cần cái mặt này. Vì nó là lô. Để bác hiểu được, không phải em tiếc đúng không? Không. Đấy. Không, tức là anh em hiểu này này, cái mặt nó là mặt lô, nó xấu. Bác đổ cho mặt zin vào, bẻ mặt đấy đi để bác biết là em không phải em lấy ra làm gì. Không biết mới hỏi. Thì đúng rồi, em phải trả lời. Tất cả hệ thống đèn còi sinh đầy đủ hết, tăng phanh hết đầy đủ hết các bác. Thay cô thay phanh. Thì bác khách hàng cuối cùng mình phải ngon lành. Còn bác yên tâm là về nhà nếu mà xảy ra lỗi gì em vẫn bảo hành cho bác nhé. Bác cứ điện phát là xong. Chuyển lên đây là thoáng nhỉ? Thoáng. Đấy, hôm nay không mở cửa, bác mở cửa ra thì nó gần như là trống luôn. Xem suốt. Vâng. Cái hôm cái con mà chính Tây Chiến của Điện Biên lấy, mình cứ tưởng cái con... Ôi giời ơi, ông Chiến ông lấy con đấy xong, đặt tiếp một con đấy 35 triệu. Đặt tiếp chuyển luôn 20 triệu luôn, không nói nhiều. Ông anh nhìn anh tưởng là cái con đấy là chú Dượng lên đấy cơ. Thế sau mình bảo chỉ có con này, tại vì cái tem là ít người lấy mà. Thì đúng rồi, nhưng mà con đấy là tem zin. Thế sau ra nó là xe mộc. Xe mộc, đúng rồi. Và xong bác tiếp tục bác lại đặt con nữa nhà em. Không biết đặt được gì không biết, nhưng đặt tem bảo chỉ cọc 5 triệu, bác toàn cọc 20 triệu. Chiến. Tức là, bác Chiến là bộ đội đấy. Bộ đội. Bác ấy rất là, tức là bác ấy hơi đẳng cấp luôn. Tức là nhá, kể ông xe 50 triệu, bảo bác chỉ cọc 5 triệu thôi. Ông chuyển phát luôn 20 triệu. Thì lần nào ông đỡ phải chuyển. Thì biết rồi, nhưng mà không phải ai làm vừa đấy được, bác hiểu không? Khi người ta đã tin rồi, bác có chuyển đủ 50 triệu em vô tư. Thế bảo mày thích là chuyển đủ nữa mà không tư tư tư. Bác chuyển hết rồi. Bác chuyển 5 triệu thôi. 20 triệu được rồi. Sau tiếp sau đấy, em mà chưa đăng cái video lên đâu. Bác đặt tiếp một con 35 triệu nữa. Đặt tiếp một con nữa. Đặt tiếp một con. Đấy. Nói chung là các bác hiểu này này, làm ăn trên mạng nó phải có niềm tin. Đúng rồi. Còn đã không niềm tin thì bác đã không đặt rồi. Bác đã tin rồi thì đừng suy nghĩ về tiền. Vì sao? Vì bọn em ở đây chạy đầu cho thoát. Trước mình đi với tọa tuần đi qua Chine. À đúng rồi, chuẩn luôn. Lên đường mòn Hồ Chí Minh. Trước chưa có cao tốc. Đúng rồi. Đi đúng. Nếu mùa nắng cứ hay bắt được rắn ra. Lắm. Lấy từ đây ra. Đấy, cho nó lỏng ra, nôi nó ra là được. Được rồi đấy, tí nữa. Nghe đi, cho thoải mái đi. Đấy, rồi, không phải. Cồn, chú ý cồn, nhẹ không nhớ cồn. Không phải có cái nắp này nó ấy hơn, chắc là bộ này là kiểu cuối năm là nó quên đấy. Cuối là nghỉ. Nắp zin này đúng không? Nắp zin đấy, mày nắp zin đấy. Hôm tôi, cái nắp con gì? Kia tôi tìm nắp mãi ở... Nắp zin này mấy trăm nghìn. Ở phố Huế. Phố Huế tôi mua được 4 cái, nó đứt có một cái này thôi. Nhưng bác công nhận là mấy trăm nghìn không anh? Không, mua nhưng mà mua đẻo chứ không phải không tìm được. Xịn này mấy trăm nghìn đấy, chẳng qua là thôi. Đặt đấy tìm, không tìm được, lắp con gắn xe kìa. Này về toàn dựng phòng khách chứ làm cho vừa tay thôi. Con này về nếu mà những người không hiểu ấy, ít hoặc là không hiểu với win nhiều ấy, bác có nói đến kể đến 200-300 triệu người ta cũng tin. Không ý em đang nói. Nhưng mà người ta đã hiểu rồi thì lại tùy theo quan điểm chơi, nhiều người bảo ta không thích dọn mới, người thích mộc, cho nên quan trọng là bác là được. Bác thích mộc là được, bác thích dọn mới là được. Mình không, tức là mình sống không để hài lòng người khác. Tức là mình làm sao mình với mình mới là được rồi. Cũng như em dọn xe khách hàng em mới là được. Còn những khách chê đồ lô thì quan trọng ở đây là người ta thích có tiền ra vào đồ zin. Đúng không? Đấy, khách hàng cuối cùng nhá. Đi ra ngoài này nhá. Đây cái này dán rồi đúng không? Dán hết rồi, dán hết okay. Đi đâu. Đồng dán rồi. Bây giờ này anh em ơi. Đây là cái kết cuối cùng của năm 2000. Ơ, con trai bác à? Con nó ngủ kệ nó. Mỗi mình nó à? Vợ bác đâu? Còn người trên xe kệ. Rồi, đây nhá, dặn nổ này. Mang cái tờ đi nữa này. Nấu hết một lượt đi. Con xe cuối cùng đứng đây quay cửa hàng này. Dạ này không có tiếng thì nhục lắm ấy. Đóng cái cửa cái bài cho anh. Dặn phát lỗ. Nhưng khả năng lỗ sẽ cao hơn. Nhiều người sẽ nói là không ăn tiền của mày đâu hay không thì em không quan tâm. Nhưng em hứa bác nếu dặn 2 phát lỗ, em biếu bác 1 triệu đi lại. Còn nếu dặn 1 phát lỗ thì em mới đấy thì bình thường. Okay. Thì bác là khách cuối cùng cho nên mình chuẩn bị này anh em nhá. Để xem nhìn khóa xăng hãng. Ui khóa xăng mày chưa? Mày khóa xăng này anh em này, không thì vỡ mồm này. Mà sang dưỡng.
Tao đã sướng tí mà thua đấy. Dẫn này. Úi giời, không mất tiền rồi. Đấy, bạn nghe bô này không? Bạn nghe nó lổ từng tiếng này. Từng tiếng. Đấy, xe uy nó phải thế, để 3-4 ngày rồi, lổ từng tiếng. À kiến đấy. Được nhỉ. Bác làm vòng đi. Đi làm vòng cho nó. Đấy, bác đi vòng. Bác đi một vòng ra kiện được. Bác đi hướng nào hoặc lên đấy được. Hướng nào cũng được. Đấy, xong về cho em cái cảm nhận. May quá không mất triệu anh em ạ. Đấy, ok anh em nhá. May quá không mất 1 triệu rồi. Đấy. Đây là bác khách cuối cùng ở cửa hàng em 2023. Lịch của em là hôm qua em đi giao 2 chiếc xe ở Hải Phòng, 1 chiếc xe ở Quảng Ninh. Đấy. Thì bác này có đến em từ sáng sớm. Bác này là họ về, đợi em về. Đang mê quay nặng. Hoan hỉ quân. Cân. Đấy. Cân khung ấy. Ấy, chả cân thì sao bác? Bác bảo cân khung. Đấy, thì mò luôn. Không, đi bỏ tay thôi. Anh em ơi, bác ấy dừng xe xuống, xe nó về mò rồi. Chứng tỏ là bác là người rất là biết đi xe. Ok. Ok này nhá bác nhá. Nó là cái video cuối cùng nên anh em mình làm sao là nó rõ ràng nhất và suôn sẻ nhất. Thì việc đầu tiên, bác ấy tên là gì nhỉ? Chí Chí. Bác Chí, anh em nhá. Bác Chí là người ở... Nam Định, ở Phú Thọ. Ở Nam Định, gốc Nam Định. Còn làm việc và sinh sống ở trên Phú Thọ. Thì cách đây tầm khoảng hơn 1 tháng bác có về nhà em đặt một chiếc xe win nhà em. Em nhớ là hơn 1 tháng. Và bác còn cho anh em thợ tổng 3 triệu để làm sao kịp cho bác trong Tết để bác về bác trưng bác chơi. Thì cái này nó là có gì từng người thì mình sẽ không ngồi để mình bàn luận nữa. Đơn giản là thực tế cái bác đấy nhà em, bác nhìn con xe nó đồng nát sắt vụn như này. Đúng đồng nát sắt vụn như này luôn. Và bây giờ em giao cho bác đến tay bác đi thử kiểm tra này thì là chọn gói đến tay bác, giá cả anh em mình thỏa thuận rồi. Thì bác cho em xin cái cảm nhận và bác có cái gì chê hay không, bác cứ nói thật. Bác phải chê cho em. Chứ không nhiều người cứ nhận xe dễ quá em ngại nó. Bác cứ nhìn thử đi một vòng xem như nào. Nó không bằng con 200. Câu đấy, câu đấy là câu đủ hết đúng không? Ok. Bác cái chê đấy anh em ạ. Nó không bằng con 200. Được. Bác này thì em xin phép gửi cho bác này. Đăng ký này, giấy tờ này, số mã số thuế này, mã số kinh doanh, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại và đầy đủ thông tin của em. Nếu sau này xảy bất kỳ vấn đề gì em chịu trách nhiệm hoàn toàn. Anh nhá. Các chị nhìn xuống. Đây em xoay cho. Đọc nhá. 2222. Ui, 5689 đẹp luôn. Nhầy, số đẹp đúng không? 2222 5689 này. Đây. 255646. À 26546. Chuẩn luôn. 26546. Ok nhá. Ok. Ok. Đấy, xong rồi chuyển tiền đi là xong. Chuyển tiền là xong đúng không? Hôm nay bác tổng có chuyển em bao nhiêu rồi bác còn lại thôi là xong. 5 triệu. Ừ. À, 3 triệu này, 3 triệu này. Không, hôm nay à, 1 triệu rưỡi. Đây cứ là 325, 325 không. 325, 325 với lại 2 triệu rưỡi xi nhan là 35, 35 với 3 triệu 38. Tổng là 38 xong thêm cái gì đấy nè, 41 là, đúng không? Thêm là cái này với cái bên này. Đấy 1 triệu với cái dè. Là 2. Mấy đồng hồ mấy cái gì đấy. Đó là 3 triệu. Là 41 đúng không? 41 bắt cọc bao nhiêu rồi? 5 triệu. 5 triệu là bác chuyển cho em 36. Ok. Nan anh quay đi. Cho Tiến nó thay cái cần số vào chưa? Cần này phải cần gì đâu, xem lại đi. Tao nhìn dại lắm. Mang lên. Về mang tiếng đấy. Đúng rồi. Thay cần số đi. Cần số chưa thay, đúng rồi. Nhìn cái dại này đúng không? Anh em mình phải dọn. Đây phải cần gì đâu, tao hỏi cho mày là gì đâu. Đây có phải cái số này. Đúng gì đâu á. Hả? Đâu. À gì nhỉ? Ừ, thế vặn chặt này. Có phải cái số này không? Đúng đâu. Đây này. Đúng đúng luôn, đúng. Đêm qua chuyển tạm 10.000. À thế à? Ừ. 10.000 của tôi. À thằng nào mình nhỏ có 10.000 tưởng là tiền nó cộng cái tiền trong tài khoản của em. À. Khoản nào, tôi chuyển thử đây tôi lưu. À, thế bác trừ đi 10.000. Chắc chắn chưa? Ông đến lúc không phải đâu, mình làm ăn trên mạng người chuẩn. Zin là zin mà lô là lô. Bác không nhận không? Ừ. Thế chẳng may về nhà mẹ mình nói mấy ta là zin nhưng mang tiếng video mình đã chốt lại rồi. Đấy. Ok. Rồi. 41 triệu. Ok chưa? Đấy, nó phải như thế chứ. Tao trông như cần nô. Thay rồi nhé. Thay rồi. Tao như cần nô. Ok thì bây giờ này nhá, em lại cho xe lên thùng cho bác. Phải trang hộ được cái. Vâng, bác cầm em giấy tờ đầy đủ này. Mang thang ra đây. Mang thang ra đây với cả lấy một sợi dây nọ trong nhà đấy. Anh em ơi, thế là đã chốt kèo thành công nhá. Kèo cuối cùng 2023. Đấy. Từ dọn đã. Không chứ dọn. Không để cái để em dọn cho. Này, em mới biết để như thế nào. Bác cứ để yên đấy. Mày lấy dây trong. À đây dây đi rồi. Bỏ hai cái này xuống thôi. Bỏ hai cái này xuống đi.
Thì cái này anh biết cách để mà, nó để qua mang cả gà về cơ mà. Hả? Không để này, chỗ này thôi, để này. Mang cả gà về mà. Để như thế thôi. Đấy, nó có chỗ chéo, đường chéo để em để. Đúng rồi. Em biết chỗ nào để tự bị bê ra. Ông chẳng quen. Mang cái dây đây, mang cái dây trong nhà đây. Mang cái dây trong nhà đấy, cái dây em nội ấy. Dây vứt xe mình ra đấy. Khóa sang lại đúng rồi. Bác nhớ nhá. Khóa ngửa là phụ biết. Rồi rồi, đừng khóa ngửa nhá. Đừng khóa ngửa là nó sẽ cặn nó vào đấy. Cặn. Nào lên thùng thôi, 2023. Chiếc xe là chiếc xe cuối cùng của 2023. Không bác cứ để em. Được. Em biết phải làm gì xe này. Ông chẳng quen xe kia. Đúng rồi, em biết đoạn nào không, đoạn nào có. Bác đi thoải mái, bác đi về tận Sơn La còn được cơ mà. Xa phết đấy. Rồi. Bình tĩnh thôi. Rồi, đúng chỗ này luôn. Bình tĩnh nhá. Cách rồi, cái bộ tí. Rồi đấy, đầu không chạm, đuôi không chạm nhá. Đâu dây đâu. Em bảo bác là 2023 rồi mày này. À. Kết thúc rồi mày này. Sáng lên đây xong lại phải về đợi chứ. Vâng. Chứ không rồi là đã bị đấy bỏ xuống tí nữa để. Bác cho lợn không? Đấy, không không tí nữa. À, tí nữa bỏ trong này này, cứ để xuống. Ông cứ chằng này. Tí vứt nó vào. Này mang gà. Mang gà quê lên biếu ạ. Không, gà ở trên Phú Thọ về anh. Bình thường bác có cái chân ở đây này. Mang về Nam Định. Đau đầu nhờ. Khó đấy. Ba này này khó rồi. Đây đây luôn đây. Đây không được. À đây rồi. Đây chú. Đây đây được. Đây. Ở được. Đây ở sao mình chắc mắt mà kém thế nhỉ? Kém thế. Mắt mình kém thế nhỉ? Có sao. Đấy. Đấy, rất đơn giản nhé, cực kỳ chắc. Trên nhà tôi còn à cái chữ gia ban đấy là sự hương xịn à? Không, không, trên nhà còn đôi nhưng mà nó chữ gia ban. Nó có chữ Honda mà là xịn. Gia ban. Gia ban khả năng cũng là xịn. Gia ban, cái xe lâu ấy. Thế thì được đấy bạn. Có đôi gương mà. Cái đi giờ đã đi gương. Đúng rồi. Được cái nhiều dây thì cứ thoải mái đi. Hơn 200 cây từ giờ còn 200 nữa. Dòng gần 200. Từ nhà anh về dưới nhà là 214 cây. Dưới Nam Định. Là thoáng mùa hè mát đấy. Mùa hè mát. Mùa hè mát. Này chủ yếu đi khoe xe chú Kiên đi dọc đường. Này. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Thoải mái nha mày nhá. Ok nhá. À đứng ra bắt tay cái là quay okay. Đây em. Chốt okay. Câu cuối cùng là năm 2023 đã hết. Ok ok. Đấy, đúng không? Em chuẩn bị bước anh em mình bước sang 24 rồi. Em chúc bác và đình thật nhiều sức khỏe, tài lộc bình an. Trong quá trình sử dụng nhá, hỏng bất kỳ lỗi gì, bác alo cho em gửi đồ miễn phí. Nhất trí, nhất trí. Nhưng mà em nói trên mạng nhiều rồi nên bỏ qua phần đó lỗi nữa. Không nói nữa. Bất kỳ lỗi gì là em vẫn bảo hành. Thế thôi. Nha mọi nhá. Rồi, em okay. Cho nên là em không muốn nó lỗi để bảo hành đâu. Vâng, okay. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn nhá. Ok. Xong kìa. Đấy, bắt tay anh quay. Bắt tay anh quay. Trước kèo thành công rồi, ok. Bác đi một vòng luôn ra luôn. Rồi, biết rồi. À, rồi rồi. Anh em ơi, đấy. Chuyến tàu 2023 đã xuất phát rồi. Chuẩn bị bước sang 2024 nhá anh em nhá. Chuyến xe cuối cùng đã xuất phát, bây giờ về nhà. Tất cả là chấm hết 2023 về xe win rồi. 24 anh em mình tính tiếp. Vì bây giờ là em về nhà rồi, anh em nhá. Ok.